Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tin Ba Lan. Số Tân Linh mục Ba Lan chiếm 26% Tân Linh mục tại châu Âu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo dục Công giáo. Tin giáo phận Bắc Ninh thông cáo về các thông tin liên quan đến linh mục du xe Hoàng Trọng Hữu và khu cách ly dịch tại xã Sơn Lôi. Tin Ba Lan Số tân linh mục Ba Lan chiếm 26% tân linh mục tại châu Âu. Tại châu Âu, cứ 4 tân linh mục giáo phận thì có một vị là người Ba Lan. Theo Viện Thống kê của Giáo hội Công giáo tại nước này, nhưng con số các cuộc truyền chức linh mục tại Ba Lan cũng đang suy giảm. Trong những năm gần đây, mỗi năm có khoảng 350 tên linh mục tại Ba Lan, tương đương với 26% tổng số tên linh mục tại Âu Châu, tức là 1.272 vị trong năm 2017. Tổng số các linh mục được thụ phong trong toàn giáo hội năm 2017 là 5.800 vị. Tuy nhiên, từ 20 năm nay, số tân linh mục tại Ba Lan cũng như Âu Châu liên tục giảm sút. Năm 2013, tân linh mục Ba Lan chiếm 30% tại Âu Châu, nhưng nay giảm xuống còn 26%. Số linh mục giáo phận trên toàn thế giới liên tục gia tăng từ năm 2000 và đạt tới con số 281.000 vị trong năm 2017. Nhưng tại Âu Châu, số linh mục giáo phận liên tục giảm sút. Từ 141.000 linh mục trong năm 2003 xuống còn 125.000 vị trong năm 2017 tại Ba Lan, số tu sĩ nam nữ liên tục suy giảm. Năm 2000 có 566 thỉnh sinh xin gia nhập các dòng nữ, nhưng năm 2009 con số này giảm xuống còn 251 và năm 2017 chỉ còn 177 thỉnh sinh tức là chỉ bằng một phần ba so với tình trạng cách đây gần 20 năm. Nữ tu Yolanta Olek, Tổng Thư ký Liên hiệp các bề trên Thượng cấp dòng nữ tuyên bố rằng Chúng tôi thường tự hỏi, tại sao đời tu không thu hút nữa? Chắc chắn là trong các lý do làm giảm ơn gọi, có những thay đổi về dân số, những thách đố về văn hóa và suy giảm đức tin, nhất là nơi người trẻ, nhưng có lẽ chúng tôi cũng phải tự nhìn chính mình. Có lẽ tình trạng này phải thúc đẩy chúng tôi đi ra ngoại biên như Đức Giáo Hoàng Phan Cô thường nói và tìm kiếm những người không có ai săn sóc. Nơi các dòng tu nam tại Ba Lan có 487 thỉnh sinh và tập sinh trong năm 2017 và có sự suy giảm ơn gọi. Tin Vatican Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo dục Công giáo Trong buổi tiếp kiến Bộ Giáo dục Công giáo sáng ngày 20 tháng 2 năm 2020 vừa qua, Đức Thánh Cha Phan Xì-cô cẩu võ một nền giáo dục toàn diện đặt con người ở trung tâm, bao gồm cả những người bị loại trừ, có phần xây dựng hòa bình và biết hoạt động theo ekip. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có các tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ Giáo dục Công giáo tiến hành tại Roma từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 2 năm 2020 với sự tham dự của hơn 30 hồng y và giám mục thành viên, trong đó có Đức Cha Du Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc và một số chuyên gia các ngành. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Tổng trưởng Giuseppe Vesandi, Đức Thánh Cha nói đến những chiều kích cần phải để ý thực hiện trong việc giáo dục. Chiều kích môi sinh hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện, đầy đủ, giúp con người nhận thức bản thân, khám phá tình huynh đệ, bảo vệ môi trường và thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại. Chiều kích bao gồm thúc đẩy việc giáo dục tìm đến những người bị loại trừ vì nghèo đói, chiến tranh, đói nghèo, thiên tai, sự chọn lọc xã hội hoặc những khó khăn gia đình, Chiều kích bao gồm thúc đẩy việc giáo dục tìm đến những người bị loại trừ vì nghèo đói, chiến tranh, đói kém, thiên tai, sự chọn lọc xã hội hoặc những khó khăn gia đình. Chiều kết bao gồm được cụ thể hóa qua các công tác giáo dục cho người tị nạn, các nạn nhân nạn buôn người, di dân, không phân biệt phái tính, tôn giáo hay chủng tộc. Đức Thánh Cha cũng đề cao vai trò của giáo dục trong việc góp phần xây dựng hòa bình, Giáo dục là sức mạnh cần nuôi dưỡng chống lại thái độ tôn thờ cái tôi, gây ra những rạn nứt giữa các thế hệ, các dân tộc, các nền văn hóa, giữa những người giàu, người nghèo. Sau cùng, Đức Thánh Cha cậu võ việc hoạt động ekip trong giáo dục. Giáo dục không bao giờ là hoạt động của một cá nhân hoặc tổ chức đơn độc. Đức Thánh Cha nhận xét rằng chiều kích hoạt động ekip này từ lâu bị khủng hoảng. Vì thế, Ngài cảm thấy cần cổ võ ngày Hiệp ước Giáo dục Hoàn Cầu cử hành vào ngày 14 tháng 5 tới đây và ủy thác cho Bộ Giáo dục Công giáo cổ võ mọi người thuộc các giới khác nhau, tái tạo ngôi làng giáo dục, hợp nhau để khơi lại sự dấn thân cho và với giới trẻ, canh tân lòng hăng say đối với một nền giáo dục cởi mở và bao gồm hơn, có khả năng kiên nhẫn lắng nghe, đối thoại xây dựng và cảm thông lẫn nhau. Tin Giáo Phận Bắc Ninh Thông cáo về các thông tin liên quan đến Linh Mục Du Xe Hoàng Trọng Hữu và khu cách ly dịch tại xã Sơn Lôi. Chúng tôi xin đọc nguyên văn bản thông cáo. Kính thưa quý vị và anh chị em thân mến, ngày 12 tháng 2 năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc phong tỏa và cách ly để phòng chống dịch COVID-19 tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, bắt đầu từ ngày 13 tháng 2 và dự kiến kéo dài trong 20 ngày. Trên địa bàn xã Sơn Lôi có hai họ đạo là Ngọc Bảo và Bá Cầu, với 1.300 nhân danh thuộc giáo sứ Hữu Bằng, giáo hạt Vĩnh Phúc giáo phận Bắc Ninh. Trong thời gian cách ly, việc ra vào của cha xứ Hữu Bằng gặp hạn chế và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo cho cộng đồng, nên việc mục vụ của cha bị gián đoạn. Tuy nhiên, nhu cầu mục vụ của cộng đoàn hai giáo họ từ rửa tội, xưng tội, rước lễ, sức dầu là rất cần thiết đều cần phải có linh mục. Hơn nữa, Bà con giáo dân cũng như lương dân trong vùng rất cần đến sự hỗ trợ, không chỉ về vật chất mà quan trọng hơn là cả sự động viên giúp đỡ về mặt tinh thần. Nhận thấy nhu cầu của bà con giáo dân cũng như lương dân trong vùng Cách Ly, giáo phận đã lấy ý kiến và bàn hỏi với nhiều người. Ngay lập tức đã có đến 4 cha tự nguyện dấn thân vào tâm dịch để làm một vụ và hỗ trợ bà con. Trên cơ sở đó, bề trên giáo phận đã bàn thảo với cơ quan hữu trách, các chuyên gia về y tế và quyết định gửi cha Du Xe Hoàng Trọng Hữu là một linh mục trẻ, đã từng học ngành y trước khi đến ở trực tiếp tại nhà một vụ giáo họ Ngọc Bảo, nằm trong xã Sơn Lôi, từ ngày 16 tháng 2 năm 2020 cho đến khi khu vực xã Sơn Lôi không còn bị phong tỏa và cách ly cha hữu có trách nhiệm phục vụ bà con giáo dân trong các sinh hoạt tôn giáo cũng như trực tiếp giám sát và thực thi các công việc bác ái của giáo phận tại vùng cách ly công việc của cha hữu rất nhiều và để đảm bảo không lây lan dịch bệnh ngài phải hạn chế sử dụng điện thoại cũng như các phương tiện thông tin liên lạc mỗi ngày ngài đều tổng hợp và có một bản tin liên quan đến dịch bệnh để thông báo cho tòa giám mục. Chính vì thế, Ngài không có thời gian trả lời phỏng vấn và trên thực tế, Ngài cũng không có chức năng trả lời bất cứ điều gì liên quan đến dịch bệnh nơi Ngài đang phục vụ. Mọi thông tin liên quan sẽ do văn phòng tòa giám mục Bắc Ninh cung cấp và được cập nhật thường xuyên trên trang web của giáo phận giáo phận bắc ninh.org và gia đình bắc ninh.com. Vì vậy, những thông tin liên quan đến cha du xe Hoàng Trọng Hữu trong thời gian dịch bệnh COVID-19, không thông qua văn phòng tòa giám mục Bắc Ninh hoặc không trích dẫn trung thực với nguồn tin đều là giả tạo và ác ý. Tòa giám mục trân trọng thông báo tới các đơn vị hữu quan, các cơ quan thông tấn báo chí, cùng độc giả và cộng đồng được biết để tiện bề nhận diện các tin xấu độc, lợi dụng hoặc bớt méo sự việc tốt đẹp mà giáo phận Bắc Ninh đang cố gắng thực hiện tại khu vực phong tỏa và cách ly dịch COVID-19. Xin trân trọng cảm ơn. Một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin lần sau.